Lại xin chào toàn thể các bác làm thợ bắt ong rừng cũng như là các bác làm thợ lấy quả ươi. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục lên cái xưởng sản xuất chân trèo cây Hai Đinh để nhập hàng về gửi đi cho các bác này. Thì đợt này cũng rất là cảm ơn các bác khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ cơ sở bán hàng nhé. Thì ở đây các bác có thể thấy là cái quy trình để làm ra những cái phôi chân trèo đây. Đấy thì các bác có thể thấy là đối với những cái cây gỗ cứng như thế này, đấy chỉ cần bập một phát là nó đã cắm như thế này rồi. Đấy, các bác có thể thấy khi nó cắm nó rất là sâu. Thì đây là cái chân trèo cây Hai Đinh các bác nhé. Đây là đang trong cái giai đoạn là anh em làm việc làm ra những cái phôi. Đấy, bây giờ là công đoạn là khi mà đã pha phôi ra như thế này, hàn xong bắt đầu là phải trà này các bác này. Đấy, cũng rất là nhiều công đoạn mới hoàn thiện ra được một cái phôi để gửi tới tay các bác. Đây là cái phôi mà khi đã hoàn thiện này. Đấy, khi đã hoàn thiện trong một cái phần phôi như thế này thì bây giờ lại bắt đầu ra đánh ráp để trà những cái phần sùi của cái mối hàn nó để lại. Đấy, các bác có thể thấy này. Còn về cái chân trèo này thì nguyên liệu của nó thì nó được làm bằng hai nguyên liệu chính, một là bản thép và hai là chân cựa inox các bác nhé. Các bác cùng tham khảo về cái cách làm chân trèo. Còn cái khu vực ở trong kia kìa các bác kìa. Đấy, khu vực ở trong kia thì anh em ở trong nhóm làm việc thì hiện tại đang luồn dây. Đây, khu vực quay trong đây các bác này. Đấy, công việc này là cái công việc kết thúc bộ chân trèo và gửi đi cho các bác. Đây. Đấy, khi làm phôi xong thì được sơn như thế này các bác. Đấy, sơn bóng như thế này. Đấy, sơn này là sơn chống rỉ luôn cho các bác. Đấy, khi về các bác sử dụng thì cái tuổi thọ theo thời gian nó rất là bền. Còn khi hoàn thiện xong thì đây là cái công đoạn mà cuối cùng là cái phần làm để ở cái chỗ này để khi các bác đệm cái gióng chân vào nó không gây ra là đau chân các bác khi các bác trèo cây cao này. Đấy thì bây giờ là gắn keo vào. Đấy, đối với bác nào mua về mà sử dụng với cái thời gian nhiều ấy, đấy vài ba tháng trèo nhiều thì cái này nó sẽ bong ra thì các bác có thể là lấy cái keo 502 các bác gắn, không thì các bác có thể là lấy cái dây các bác buộc vào, cái luồn vào là xong. Đấy, rất là đơn giản, xong bây giờ là chuyển sang là luồn dây nữa là xong rồi. Đấy, luồn dây thì dây đây. Dây này thì nó vừa với tất cả các kích thước chân của các bác nhé. Đấy, khi các bác sử dụng luồn dây thì đây nó sẽ có quy khóa này. Đấy, cực kỳ là an toàn. Đấy, khi hoàn thiện xong thì nó sẽ như thế này. Đấy, còn một cái dây trên và một cái dây bảo hộ bên dưới nữa là luồn vào là xong. Đối với cái này thì công đoạn làm mất rất là nhiều thời gian, nhưng mà giá cả thì rất là rẻ, bởi vì bên cơ sở em là làm với cái số lượng cực kỳ là nhiều. Đấy, ngày làm ra 5-70 bộ để gửi cho các bác cơ. Tâm ra là bên cơ sở là sẽ cân đối đối với các bác là mới mua hàng hoặc là các bác mua quen rồi thì là sẽ được cái giá rẻ nhất so với cái thị trường hiện nay. Hiện tại thì bên cơ sở em đang bán cái guốc trèo cây này thì nó rơi vào tầm hơn 300.000 đồng trên một đôi như thế này. Đấy, trong đó đã bao gồm cước phí vận chuyển rồi nhé. Đấy, đối với các bác ở tất cả các vùng miền ấy, thì các bác đều có thể là mua hàng được, bởi vì bên cơ sở là sẽ gửi hàng toàn quốc, đâm ra là các bác yên tâm. Đối với bác nào mà xem cái video này cần mua ấy, thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp vào cái số điện thoại em để dưới tiêu đề. Không thì các bác có thể là điện thoại, các bác có thể là để lại cái số điện thoại bên cơ sở em là sẽ có nhân viên tư vấn cho các bác. Không thì các bác có thể là xem được cái video thì các bác có thể là để lại cái số điện thoại. Đấy, bên em là sẽ túc trực và điện thoại cho các bác để lấy cái đơn hàng gửi đi cho các bác. Đấy, cũng bắt đầu vào đến cái mùa bắt ong rừng rồi, đặc biệt là hiện tại đang trong cái mùa lấy quả ươi ấy. Đấy, cái giá cả kinh tế nó rất là cao thì các bác có thể là tham khảo để làm một cái bộ chân trèo này về để lấy hoa quả cho nó an toàn. Nào, bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.